Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 5 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Là năm thứ tư liên tiếp diễn đàn được tổ chức, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao, những người đang làm chủ công nghệ, máy móc, điều hành dây chuyền sản xuất công nghệ cao, thay thế chuyên gia nước ngoài, tích cực sáng tạo tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của thế giới để sản xuất thiết bị máy móc hiện đại. Trên tinh thần này, cũng như với chủ đề, công nhân kỹ thuật cao là một trong những động lực phát triển đất nước. Không chỉ có công nhân, người lao động kỹ thuật cao, mà các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ cao và các tổ chức đào tạo công nghệ cao cũng tích cực tham gia đóng góp, hiến kế cho sự phát triển kỹ thuật cao của Việt Nam. Những trao đổi thực tế được thực hiện ngay tại diễn đàn, cụ thể đi vào từng đề xuất chính sách của công nhân lao động, nâng cao giáo dục chất lượng cao và đổi mới công nghệ.